Quý vị và các bạn thân mến, quý thầy cô thân mến, các em học sinh thân mến. Trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ cùng với quý vị, các bạn, quý thầy cô, các em học sinh tiếp tục đến với kế hoạch bài dạy ngữ văn lớp 12 tập 1, bộ sách Trên Trời Sáng Tạo. Phần tiếp theo đó là phần 1, định hướng dạy học, cách thiết kế bài dạy ngữ văn 12, định hướng kiểm tra đánh giá. Phần A lớn, định hướng cách tổ chức dạy học. Một nhỏ, định hướng tổ chức dạy học, đọc hiểu, văn bản trong ngữ văn 12. 1.1 Mục tiêu: góp phần phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù, năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học và phẩm chất cho học sinh lớp 12 theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình giáo dục tổng thể và chương trình giáo dục môn ngữ văn. 1.2 Cách thiết kế nội dung đọc hiểu văn bản trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12. Cách thiết kế nội dung phần đọc hiểu văn bản trong sách giáo khoa ngữ văn 12 thể hiện các đặc điểm sau: thiết kế dựa trên nghiên cứu về đặc điểm của hoạt động học và hoạt động đọc hiểu văn bản. Đọc là một quá trình gồm 3 giai đoạn: trước, trong và sau khi đọc, là quá trình tương tác giữa người đọc với văn bản, giữa người đọc với người đọc trong bối cảnh lịch sử văn hóa xã hội cụ thể, là quá trình người đọc giải mã và kiến tạo nghĩa cho văn bản. Vai trò của người đọc là vai trò đồng kiến tạo nội dung văn bản, chứ không phải là tiếp nhận một chiều. Xuất phát từ quan điểm trên, sách ngữ văn 12 thiết kế các câu hỏi hướng dẫn học sinh trong 3 giai đoạn: trước khi đọc, chuẩn bị đọc, đọc văn bản, trải nghiệm cùng văn bản, và sau khi đọc, suy ngẫm và phản hồi. Thực hiện các yêu cầu cần đạt về kỹ năng đọc hiểu văn bản và kiến thức được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn ngữ văn đối với lớp 12. Tích hợp chặt chẽ sâu rộng giữa chủ điểm với thể loại tiếng Việt và các kỹ năng viết, nói và nghe. Tích hợp thể loại và chủ điểm để qua việc học tri thức, học sinh học kỹ năng sống. Tích hợp đọc với tiếng Việt để học sinh học tiếng Việt trong một ngữ cảnh cụ thể. Tích hợp đọc với viết giúp học sinh có kiến thức về thể loại văn bản, cách viết của tác giả, từ đó vận dụng vào viết bài. Tích hợp nội dung đọc với đề tài nói và nghe giúp học sinh có tri thức nền để nói và nghe tốt hơn. Cung cấp tri thức công cụ về khái niệm, đặc điểm thể loại trong mục tri thức ngữ văn, để học sinh không chỉ biết cách đọc hiểu văn bản theo thể loại trong sách giáo khoa, mà còn biết cách đọc các văn bản khác cùng thể loại nằm ngoài chương trình. Các văn bản được lựa chọn là các văn bản tiêu biểu về thể loại có giá trị thẩm mỹ cao, đồng thời phù hợp với tầm nhận thức và đặc điểm tâm lý của học sinh lớp 12. Các câu hỏi sau khi đọc, suy ngẫm và phản hồi, hướng dẫn học sinh đọc hiểu nội dung, đọc hiểu hình thức, liên hệ đánh giá, vận dụng nhằm giúp học sinh đạt các mục tiêu bài học, đồng thời đạt yêu cầu cần đạt về kỹ năng đọc được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn ngữ văn. Điểm nhấn quan trọng trong hướng dẫn đọc hiểu văn bản của nhóm câu hỏi này là giúp học sinh phát triển kỹ năng đọc theo đặc trưng thể loại văn bản. Phần 1.3 Tổ chức tiến trình tổ chức dạy đọc hiểu văn bản. 1.3 Tiến trình tổ chức dạy đọc hiểu văn bản. Tổ chức cho học sinh đọc hiểu các văn bản theo tiến trình sau: dạy tri thức đọc hiểu văn bản, diễn giảng ngắn cộng hỏi đáp, thảo luận. Có tri thức công cụ về đặc điểm, thể loại để đọc hiểu văn bản. Hiểu rõ tri thức về đặc điểm, thể loại và chủ điểm qua hoạt động đọc các văn bản. Tổ chức đọc hiểu văn bản 1, 2, đọc hiểu văn bản 3, 4, thực hành đọc ở nhà, đến lớp, trình bày. Kích hoạt tri thức nền và bổ sung tri thức nền cho học sinh về chủ điểm, thể loại để học sinh hiểu văn bản sâu hơn. Tổ chức cho học sinh đọc trực tiếp văn bản, thảo luận, tranh luận về văn bản. Trong quá trình đó, giáo viên khơi gợi những ý tưởng hay của học sinh, yêu cầu học sinh lý giải, lập luận cho câu trả lời của mình. Trên cơ sở đó, giáo viên bổ sung ý kiến của bản thân, điều chỉnh hoạt động dạy cho phù hợp với thực tế của hoạt động đọc hiểu văn bản diễn ra trong lớp học. Phần 1.4 Một số phương pháp kỹ thuật dạy đọc hiểu văn bản.
Trong quá trình dạy đọc hiểu văn bản, bên cạnh các phương pháp, kỹ thuật dạy học như diễn giảng, thảo luận nhóm, đóng vai, trực quan, v.v., giáo viên cần chú ý các phương pháp dưới đây để từng bước hướng dẫn học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt về kỹ năng đọc hiểu văn bản mà chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn ngữ văn đã đề ra. Đó là 1.4.1 hướng dẫn kỹ năng đọc bằng cách nói to suy nghĩ, think aloud, say clearly. Một trong những cách học phổ biến là học thông qua quan sát mẫu. Học bằng cách quan sát là cách học cho phép học sinh học hành vi mới một cách hiệu quả, giảm thiểu được sự thất bại nếu tự học. Để đọc hiểu được một văn bản, người đọc phải sử dụng rất nhiều kỹ năng, liên tưởng, tưởng tượng, huy động kiến thức nền, suy luận, phân tích, tổng hợp, đánh giá, so sánh, dự đoán, theo dõi, kiểm soát cách hiểu, v.v. Vì thế, giáo viên cần phải hướng dẫn cách thực hiện các kỹ năng trên để học sinh không chỉ đọc được những văn bản trong sách giáo khoa mà còn biết cách đọc các loại văn bản khác ngoài chương trình học. Think aloud strategy là cách giáo viên vừa đọc vừa nói to những suy nghĩ, những gì mình chú ý hình dung, cảm xúc, suy đoán, v.v. về văn bản. Những kỹ năng này được thể hiện bằng các ô bên phải văn bản. Bằng cách này thì giáo viên giúp học sinh quan sát được cách mà một người đọc có kỹ năng sử dụng trong quá trình đọc. Đối với mỗi chủ điểm, giáo viên có thể chọn một kỹ năng đọc mà học sinh còn yếu để hướng dẫn theo tiến trình sau. Bước 1. Chọn một đoạn trong văn bản mà giáo viên muốn hướng dẫn kỹ năng đọc với đoạn đó. Bước 2. Giáo viên giải thích ngắn gọn về kỹ năng sẽ hướng dẫn, yêu cầu học sinh chú ý cách làm của giáo viên về việc thực hiện kỹ năng. Bước 3. Chiếu đoạn văn trong sách giáo khoa lên màn hình và đọc to đoạn đó. Đồng thời hướng dẫn cách sử dụng kỹ năng bằng cách nói to những suy nghĩ trong đầu mình khi đọc. Ví dụ, khi hướng dẫn kỹ năng theo dõi, kiểm soát, quá trình hiểu, giáo viên có thể nói to những câu hỏi tự đặt ra cho mình như sau. Từ này nên được hiểu như thế nào? Mình đã gặp từ này trong đoạn trước. Có lẽ từ này nên được hiểu là vân vân. Giáo viên có thể gạch chân những từ ngữ hình ảnh mà giáo viên muốn học sinh chú ý. Trong quá trình giáo viên hướng dẫn, học sinh vừa nghe giáo viên nói vừa quan sát các thao tác của giáo viên với văn bản và ghi lại cách giáo viên làm. Bước 4. Học sinh phát biểu những gì đã quan sát, từ đó rút ra cách làm. Bước 5. Học sinh thực hành nhóm và cá nhân kỹ năng vừa học. Lưu ý, trong quá trình hướng dẫn, giáo viên không nên hỏi mà chỉ yêu cầu học sinh phát biểu cách hiểu của học sinh sau khi giáo viên đã hướng dẫn xong. 1.4.2. Tổ chức tương tác trong giờ học và dạy học dựa trên sự phản hồi của học sinh. Hình tượng nghệ thuật vốn có tính đa nghĩa, khơi gợi ở người đọc những cách hiểu khác nhau. Mỗi người đọc lại có trí thức nền khác nhau, nên một từ ngữ hình ảnh có thể gợi lên những cách hiểu khác nhau, đặc biệt là đối với văn bản, văn chương. Do vậy có thể không có cách hiểu nào là duy nhất đúng đối với văn bản. Sự đa dạng về cách hiểu văn bản giúp người đọc có cơ hội thể hiện và tiếp nhận những cách nhìn khác nhau về văn bản, làm cho giờ học thêm hứng thú. Đọc là quá trình tương tác giữa văn bản, tác giả với người đọc và giữa những người đọc với nhau. Ở mỗi thời điểm khác nhau, những người đọc với kiến thức nền, quan điểm khác nhau, có thể có những cách lý giải khác nhau về văn bản. Tính đa nghĩa của hình tượng nghệ thuật cũng là một nhân tố góp phần tạo nên sự phong phú cho những cách lý giải đó. Trong nhà trường, hoạt động đọc là tiến trình tương tác giữa văn bản với người đọc, bao gồm người đọc, giáo viên và người đọc, học sinh, giữa người đọc với người đọc, xem sơ đồ văn bản, tác động đến giáo viên và học sinh, giáo viên học sinh, rồi học sinh với học sinh, rồi từ học sinh đến văn bản, bối cảnh lịch sử xã hội, khi hành động đọc xảy ra là như vậy. Quy mô và mức độ của sự tương tác giữa những người đọc, học sinh giáo viên sẽ rất phong phú. Nếu giáo viên biết cách tổ chức cho học sinh thảo luận, chia sẻ ý tưởng, nhận thức về văn bản và về những vấn đề của cuộc sống do văn bản gợi lên. Một văn bản được nhiều người đọc và thảo luận thì trong quá trình trao đổi thảo luận, sự va chạm tương tác giữa những ý tưởng của những người đọc khác có thể giúp cả giáo viên lẫn học sinh định hình rõ hơn về cách hiểu, định hình rõ hơn cách hiểu về văn bản, khơi gợi những ý tưởng khác về văn bản hoặc điều chỉnh cách hiểu trước đó về văn bản. Vì thế,
Giáo viên cần tổ chức cho học sinh tương tác thảo luận để học sinh điều chỉnh cách hiểu, nhận thấy rằng có nhiều cách hiểu, học cách trình bày, bảo vệ quan điểm của mình, cách phản biện và tôn trọng những ý kiến khác biệt. Điều này đòi hỏi sự thay đổi trong nhận thức về vai trò của giáo viên và vai trò của học sinh trong giờ đọc hiểu văn bản. Giáo viên không phải là người truyền thụ hiểu biết của bản thân về văn bản cho học sinh, mà vừa là một người đọc có kinh nghiệm hơn trong lớp học để chia sẻ những ý tưởng của mình về văn bản dựa trên những phản hồi của học sinh, vừa là người tổ chức hoạt động đọc văn bản cho học sinh. Cũng như vậy, học sinh không phải là người ghi chép, học thuộc những lời giảng của giáo viên, mà là những người tham gia vào quá trình giải mã và kiến tạo nghĩa cho văn bản. Đặc điểm của cách dạy này là giáo viên nêu câu hỏi, khơi gợi những ý tưởng của học sinh về văn bản, tổ chức cho học sinh tương tác trao đổi, tranh luận trong nhóm nhỏ và toàn lớp học. Hoạt động dạy xảy ra cùng một lúc với hoạt động giải mã và kiến tạo nghĩa cho văn bản của học sinh. Dựa trên những ý kiến phản hồi, tranh luận của học sinh về văn bản, giáo viên có thể điều chỉnh nội dung dạy học, điều chỉnh cách dạy. Sự tương tác nhiều chiều, học sinh với học sinh, giáo viên với học sinh là hoạt động chủ đạo trong lớp học. Những lý giải thú vị độc đáo của học sinh, nhóm học sinh về văn bản cần được giáo viên khen ngợi, tôn trọng. Như vậy, sản phẩm của giờ học có sự đóng góp của cả học sinh lẫn giáo viên, chứ không phải chỉ của riêng giáo viên và giáo viên áp đặt cho học sinh. Phần 1.4.3 hướng dẫn học sinh kết hợp đọc với viết ngắn trong quá trình đọc. Đọc, viết, nói và nghe là 4 kỹ năng giao tiếp có mối quan hệ chặt chẽ. Đọc tốt giúp tăng kỹ năng viết, viết giúp tăng kiến thức về ngôn ngữ, giúp đọc tốt hơn, hiểu rõ hơn cái được đọc, nhớ lâu hơn. Nghe giúp tăng kỹ năng nói. Viết ngắn trong quá trình đọc là biện pháp giúp học sinh thể hiện và lưu giữ ý tưởng bằng hình thức viết, khác với việc viết bài luận về văn bản sau khi học để kiểm tra kiến thức về văn bản. Vì thế, trong quá trình đọc, giáo viên cần tổ chức và hướng dẫn học sinh ghi chép những suy nghĩ, ý tưởng trong quá trình đọc bằng nhiều cách khác nhau, không phải là chép những gì giáo viên giảng và đọc. Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh viết ngắn bằng nhiều hình thức thực hiện ở nhà hoặc trên lớp. Ví dụ, điền vào phiếu học tập, làm phiếu từ hay, vẽ tranh thể hiện sự tưởng tượng về nhân vật, sự kiện hoặc cảnh vật được miêu tả trong văn bản, viết đoạn văn sau khi đọc văn bản, trình bày những suy nghĩ cảm nhận về văn bản, hoặc sáng tạo thêm một đoạn viết về nhân vật hoặc viết lại cái kết của văn bản, viết nhật ký đọc sách, vẽ sơ đồ kết cấu, sơ đồ tính cách nhân vật, sơ đồ so sánh hai nhân vật, sự kiện. Những gì học sinh viết, vẽ, v.v. có thể được sử dụng để trao đổi, thảo luận trong giờ đọc hiểu văn bản, đồng thời được tập hợp vào hồ sơ học tập để làm minh chứng đánh giá quá trình học tập của học sinh. Phần 2 nhỏ, định hướng tổ chức dạy học tiếng Việt trong ngữ văn. 12. 2.1, mục tiêu, góp phần phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù, năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học và phẩm chất cho học sinh lớp 12 theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình giáo dục tổng thể và chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn. Phần 2.2, cách thiết kế nội dung dạy học tiếng Việt trong sách giáo khoa ngữ văn 12. Nội dung dạy học tiếng Việt được thể hiện qua hai mục trong sách giáo khoa: tri thức ngữ văn phần tiếng Việt và thực hành tiếng Việt. Nội dung phần tri thức tiếng Việt trình bày những tri thức tiếng Việt được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn ngữ văn, được dạy gắn với các hiện tượng ngôn ngữ xuất hiện trong văn bản 1, 2 và văn bản 3, đọc kết nối chủ điểm. Chức năng là công cụ giúp học sinh đọc hiểu và tạo lập văn bản tốt hơn. Nội dung phần thực hành tiếng Việt gắn với ngữ liệu trong văn bản đọc thể hiện sự vận dụng lý thuyết dạy ngôn ngữ trong một ngữ cảnh cụ thể, gồm các bài tập thực hành kiến thức mới được trình bày ở phần tri thức ngữ văn và ôn lại các kiến thức đã học ở những bài học trước cấp lớp dưới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn ngữ văn. Vì vậy, khi dạy, giáo viên cần chú ý điều chỉnh cách dạy, ôn tập, nhắc nhớ, luyện tập, nâng cao, củng cố đối với các bài tập thực hành có tính chất ôn tập. Phần 2.3, tiến trình tổ chức dạy học tiếng Việt. Hiểu rõ văn bản hơn, biết cảm nhận, vận dụng lý thuyết tiếng Việt trong thực tế giao tiếp, đọc hiểu văn bản 1 và 1, 2 và văn bản đọc kết nối chủ điểm. Một nhỏ là dạy tri thức tiếng Việt, phương pháp, kỹ thuật dạy học, thuyết trình dạy học theo hướng dẫn,
phân tích ngữ liệu tham khảo, đàm thoại gợi mở, hợp tác sơ đồ tư duy vân vân, hình thức cá nhân, nhóm, toàn lớp. Thứ hai là dạy thực hành tiếng Việt. Phương pháp kỹ thuật dạy học là thực hành, giao tiếp, hợp tác, trò chơi, phòng tranh vân vân, hình thức cá nhân, nhóm, toàn lớp. Tất cả những điều đó để tạo ra được trình bày ở khung tri thức ngữ văn trước mỗi phần dạy đọc. Tiếp theo đó là hiểu rõ hơn lý thuyết, khám phá lý thuyết. Giáo viên cần lưu ý không hướng dẫn học sinh tìm hiểu tri thức tiếng Việt cùng với tri thức ngữ văn. Tổ chức giờ dạy tiếng Việt riêng trong từng chủ đề bài học, dạy theo hướng tích hợp với đọc hiểu và viết. Thực hành là chủ yếu, viết ngắn nếu tích hợp thuận lợi. Phần 2.4, một số phương pháp, kỹ thuật và hình thức tổ chức dạy học tiếng Việt. Phần 2.4, một số phương pháp, kỹ thuật và hình thức tổ chức dạy học tiếng Việt. Tiến trình dạy học tiếng Việt có hoạt động 1 là xác định vấn đề, nhiệm vụ học tập, các hoạt động học tiếng Việt và phương pháp kỹ thuật dạy học. Ở kế hoạt động 1 đó là khởi động, kích hoạt nền, kiến thức, kỹ năng liên quan đến nội dung bài học, phương pháp kỹ thuật dạy học, trò chơi, đàm thoại gợi mở, KVKL, v.v. Giới thiệu nội dung bài học mới, xác định nhiệm vụ học tập cần thực hiện, dùng phương pháp thuyết trình, đàm thoại gợi mở. Hình thức tổ chức dạy học cá nhân, cặp đôi, nhóm, trên lớp. Hoạt động 2 là hướng dẫn học sinh. Hoạt động 2 đó là hình thành kiến thức mới, giải quyết vấn đề, thực thi nhiệm vụ đặt ra từ hoạt động 1. Phần này, hành động cụ thể đó là hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung phần tri thức tiếng Việt. Hướng dẫn học sinh đọc tài liệu bằng cách yêu cầu, gạch chân, tìm từ khóa, tóm tắt thông tin chính, đặt câu hỏi. Sử dụng phương pháp kỹ thuật dạy học như thuyết trình, dạy học theo hướng dẫn, phân tích ngữ liệu tham khảo, đàm thoại gợi mở, hợp tác sơ đồ tư duy, tất cả thực hiện theo cá nhân, cặp đôi, nhóm, trên lớp. Hoạt động 3 đó là hoạt động luyện tập và hoạt động 4 là hoạt động vận dụng. Ở hai cái hoạt động này thì hướng dẫn học sinh giải quyết các nhiệm vụ ở phần thực hành tiếng Việt. Phương pháp kỹ thuật dạy học là thực hành, giao tiếp, hợp tác, phòng tranh, khăn trải bàn, phiếu học tập, v.v. Hình thức là cá nhân, nhóm, toàn lớp. Hướng dẫn học sinh giải quyết nhiệm vụ viết ngắn và có thể thiết kế thêm nhiệm vụ thực hành tương tự cho học sinh ngoài giờ học. Phương pháp kỹ thuật dạy học, thực hành, dạy học giải quyết vấn đề, phòng tranh, 2, 3, 1, v.v. Hướng dẫn học sinh khái quát hóa nội dung bài học tiếng Việt. Phương pháp kỹ thuật dạy học là đàm thoại gợi mở, trò chơi, v.v. Thực hiện với cá nhân, cặp đôi, nhóm, trên lớp, ở nhà. Phần 3 nhỏ, định hướng tổ chức dạy học tiếng Việt. Xin lỗi, phần 3 nhỏ, định hướng tổ chức dạy học viết trong ngữ văn 12. Định hướng tổ chức dạy học viết trong ngữ văn 12. 3.1, mục tiêu, góp phần phát triển các năng lực chung, năng lực đặc thù, bao gồm năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học và phẩm chất cho học sinh ở lớp 12 theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn, chương trình 2018. Phần 3.2, cách thiết kế nội dung dạy học viết trong sách giáo khoa ngữ văn 12. Cách thiết kế nội dung dạy học phần viết trong sách giáo khoa ngữ văn 12 thể hiện các đặc điểm sau đây. Thiết kế dựa trên nghiên cứu về đặc điểm của hoạt động học và tạo lập văn bản. Thực hiện các yêu cầu cần đạt về kỹ năng viết và kiến thức đối với học sinh lớp 12 được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn 2018. Tích hợp chặt chẽ giữa chủ điểm với thể loại và các kỹ năng đọc, nói và nghe. Tích hợp với đọc để học sinh có kiến thức về thể loại văn bản, cách viết của tác giả, từ đó vận dụng vào bài và vào viết bài. Tích hợp với nói và nghe để học sinh có cơ hội chia sẻ bài viết của mình với các bạn cùng nhóm, qua đó học cách giao tiếp bằng hình thức nói. Hướng dẫn viết dựa trên đặc điểm thể loại, khái niệm về kiểu bài và các yêu cầu đối với kiểu bài được trình bày ngắn gọn trong các khung. Đặc điểm kiểu bài còn được thể hiện qua ngữ liệu tham khảo với các chỉ dẫn cụ thể, qua các ký hiệu, dấu sao, chữ số và các câu hỏi. Hướng dẫn học sinh đọc, quan sát ngữ liệu tham khảo, tích hợp viết với đọc, trả lời các câu hỏi để nhận ra đặc điểm của kiểu văn bản về cấu trúc, ngôn từ, v.v. Trên cơ sở đó, học sinh học cách viết văn bản tương tự về thể loại. Tổ chức hoạt động viết dựa trên quy trình 4 bước, hướng dẫn học sinh từng bước trong suốt tiến trình tạo lập một văn bản cụ thể để học sinh có cơ hội học bằng cách trải nghiệm, vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành. Đề bài mở, các đề bài mở như viết bài thuyết minh về một quy trình hoạt động hoặc một đối tượng mà bạn quan tâm. Bài viết có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận, v.v. tạo cơ hội cho học sinh viết dựa trên kiến thức nền và trải nghiệm
của bản thân, qua đó tiếp tục hình thành tri thức về kiểu bài. Đề bài mở còn có tác dụng làm cho học sinh hứng thú và không sợ viết vì các em được viết dựa trên trải nghiệm của bản thân. Nội dung các ngữ liệu tham khảo cần phù hợp với tầm nhận thức và đặc điểm tâm lý của học sinh lớp 12. Nội dung các bảng kiểm checklist được xây dựng dựa trên yêu cầu về kiểu bài nhằm hướng dẫn học sinh dùng bảng kiểm đối chiếu với bài viết của mình để viết bài tốt hơn, qua đó phát triển năng lực tự đánh giá, tự điều chỉnh cho học sinh. Phần 3.3, tiến trình tổ chức dạy học viết. Tiến trình dạy học viết cần được tổ chức như sau. Học cách viết thông qua đọc, quan sát, thực hành, tương tác, có kỹ năng giao tiếp bằng hình thức viết. Dạy tri thức về kiểu bài, diễn giải ngắn gọn cộng hỏi đáp cộng thảo luận, hướng dẫn học sinh đọc, quan sát ngữ liệu tham khảo, trả lời câu hỏi, trực quan, hỏi đáp, thảo luận. Dạy kỹ năng viết, quan sát giáo viên, quan sát cách giáo viên làm, thảo luận rút ra cách làm, hướng dẫn học sinh thực hiện quy trình viết. Tiếp tục hình thành tri thức về kiểu bài, biết cách thực hiện kỹ năng viết, thực hành, hình thành kỹ năng. Phần 3.4, một số phương pháp kỹ thuật dạy viết. Trong quá trình dạy viết, bên cạnh các phương pháp kỹ thuật dạy học như diễn giảng, thảo luận nhóm, trực quan, giáo viên cần chú ý các phương pháp dạy viết dưới đây để từng bước hướng dẫn học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt về kỹ năng viết mà chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn ngữ văn đã đề ra. Đó là 3.4.1, hướng dẫn kỹ năng viết bằng cách nói to suy nghĩ, think aloud strategy. Think aloud strategy. Tạo lập văn bản là một hoạt động nhận thức phức tạp. Để biết cách tạo lập một văn bản, học sinh cần được học cách làm. Trong lớp học, giáo viên chính là một người viết có kinh nghiệm và cần giải thích, hướng dẫn kỹ năng viết xảy ra như thế nào cho học sinh quan sát để từ đó học kỹ năng viết. Ví dụ, cách phân tích đề, cách lập dàn ý, cách viết câu chủ đề, cách viết mở bài, kết bài, v.v. Để học sinh có thể thấy và hiểu được những hoạt động tư duy xảy ra trong khi viết, ví dụ như khi nảy sinh, lựa chọn các ý tưởng, viết thành câu rồi lại xóa, bổ sung, v.v. Giáo viên cần phải nói to những suy nghĩ, trực quan hóa cách làm của mình bằng những lời nói think aloud. Điều này tương tự như một giáo viên toán trình bày cách giải bài toán bằng lời nói để giúp học sinh nhìn thấy logic tư duy của giáo viên khi giải bài toán. Người hướng dẫn khách quan hóa những gì diễn ra ở trong đầu giáo viên vừa viết, vừa nói to những suy nghĩ trong quá trình viết think aloud strategy. Học sinh có thể quan sát cách tư duy, cách làm, rồi học sinh học theo. Cách thực hiện như sau, bước 1. Giáo viên chọn một kỹ năng cần dạy, cách viết câu chủ đề, cách lập luận, v.v. Bước 2, giải thích mục đích của việc giáo viên hướng dẫn là để học sinh học cách viết. Nói rõ kỹ năng mà giáo viên sẽ hướng dẫn cho học sinh, ví dụ, hôm nay chúng ta sẽ học cách lập dàn ý, v.v. Bước 3, giáo viên vừa viết, vừa nói to những suy nghĩ trong quá trình thực hiện, viết câu mở bài thế nào cho hấp dẫn người đọc nhỉ. Đến đây, cô sẽ xuống dòng, chuyển qua một đoạn khác. Thầy nghĩ là thầy phải nhìn lại dàn ý xem có bỏ sót ý nào không, vân vân. Trong quá trình đó, học sinh vừa nghe giáo viên nói, vừa quan sát các hoạt động viết của giáo viên và ghi lại cách giáo viên làm. Bước 4, học sinh phát biểu những gì đã quan sát, từ đó rút ra cách làm. Bước 5, học sinh thực hành, nhóm và cá nhân, kỹ năng vừa học. Lưu ý, trong quá trình hướng dẫn giáo viên không nên nêu câu hỏi yêu cầu học sinh phát biểu. Giáo viên cần giải thích rõ cái mình đang nghĩ, đang viết và tại sao lại viết như vậy. Phần 3.4.2, hướng dẫn học sinh phân tích ngữ liệu tham khảo. Thể loại là dạng thức của văn bản, thể hiện cách thức sử dụng ngôn ngữ trong một dạng thức nhất định. Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn ngữ văn ở lớp 12, học sinh học cách tạo lập các kiểu văn bản, nghị luận văn học và nghị luận xã hội, báo cáo kết quả nghiên cứu, v.v. để có thể tạo lập được văn bản. Trước tiên, học sinh cần được học để hiểu rõ kiểu bài này khác với kiểu bài kia như thế nào. Để đạt được mục tiêu này thì giáo viên cần hướng dẫn học sinh phân tích ngữ liệu tham khảo. Hướng dẫn học sinh phân tích ngữ liệu tham khảo là phương pháp hướng dẫn học sinh đọc, quan sát, phân tích nội dung, cấu trúc một ngữ liệu tham khảo. Cách thức ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản đó để qua đó học sinh học cách tạo lập kiểu văn bản. Như vậy, học sinh không học lý thuyết suông về văn bản như cách dạy hiện nay, mà học lý thuyết thông qua một ngữ liệu tham khảo, tức một ví dụ cụ thể.
Trong sách giáo khoa đã có những ngữ liệu tham khảo thể hiện các đặc điểm của từng kiểu văn bản để hướng dẫn học sinh phân tích ngữ liệu tham khảo, qua đó học cách tạo lập kiểu văn bản tương tự. Giáo viên cần 1. Tìm hiểu kỹ các yêu cầu về kiểu văn bản mà chương trình đã đề ra. 2. Nghiên cứu kỹ ngữ liệu tham khảo trong sách giáo khoa để hiểu rõ đặc điểm của kiểu văn bản. 3. Chuẩn bị ngữ liệu tham khảo trên bảng phụ hoặc trên phần mềm Word để trình chiếu trên lớp hoặc trên một phiếu học tập để phát cho các nhóm học sinh. Tiến hành hướng dẫn học sinh phân tích ngữ liệu tham khảo được thực hiện như sau. Bước 1. Chuẩn bị ngữ liệu tham khảo trên bảng phụ, máy chiếu hoặc trên một phiếu học tập. Hướng dẫn học sinh quan sát nhận biết, cấu trúc văn bản, mở bài, thân bài, kết bài, đặc điểm của từng phần, đặc điểm ngôn ngữ được sử dụng. Bước 2. Yêu cầu học sinh, nhóm học sinh rút ra các đặc điểm chung của kiểu văn bản. Bước 3. Luyện tập, chọn một văn bản khác cùng kiểu loại cho nhóm học sinh phân tích đặc điểm kiểu văn bản. 3.4.3. Hướng dẫn học sinh từng bước trong suốt tiến trình viết. Viết là một tiến trình. Người viết tìm kiếm thông tin nảy sinh và định hình các ý tưởng có trong đầu, là quá trình chuyển hóa các thông tin ý tưởng đó thành ngôn từ, thể hiện trong một thể thức văn bản nhất định. Đó là tiến trình của sự khám phá không ngừng thông qua ngôn ngữ. Tiến trình sử dụng ngôn ngữ để tìm hiểu về thế giới, đánh giá những gì chúng ta học hỏi được từ thế giới xung quanh và truyền đạt những gì chúng ta hiểu. Thực chất, tiến trình này không có điểm dừng, bởi vì ngay cả khi chúng ta đã viết ra một văn bản, chúng ta vẫn phải đọc lại, thêm bớt, chỉnh sửa nhiều lần. Mỗi lần đọc lại, chỉnh sửa là một lần người viết tạo ra văn bản tốt hơn văn bản trước, chứ không có văn bản hoàn chỉnh. Tiến trình này gồm các bước. 1. Chuẩn bị trước khi viết, bao gồm xác định đề tài, thu thập tư liệu, mục đích viết, người đọc, tương lai. 2. Tìm ý, lập dàn ý. 3. Viết bài. 4. Xem lại và chỉnh sửa. Học sinh cần được hướng dẫn thực hiện từng bước, qua đó học cách trình bày ý tưởng của mình bằng hoạt động viết. Cần lưu ý, chỉnh sửa không phải chỉ được thực hiện ở bước 4, được thực hiện trong toàn bộ tiến trình viết. Khi người viết thường xuyên nhìn lại yêu cầu của bài, mục đích và đối tượng giao tiếp để điều chỉnh ý tưởng, lập dàn ý, viết bản thảo, xem sơ đồ. Tiến trình này thể hiện quan điểm dạy viết tập trung vào quá trình tạo lập văn bản, chứ không phải chỉ tập trung vào sản phẩm cuối cùng, bài viết của học sinh. Học sinh cần được học cách viết trước khi làm bài kiểm tra để giáo viên đánh giá năng lực viết của học sinh. Hướng dẫn học sinh từng bước trong suốt tiến trình tạo lập văn bản. Bước 1. Chuẩn bị trước khi viết, xác định đề tài, thu thập dữ liệu. Bước 2. Tìm ý, lập dàn ý, xác định tổ chức các ý theo một trình tự nhất định. Bước 3. Viết bài, viết nháp. Bước 4. Xem lại và chỉnh sửa. Cuối cùng là chỉnh sửa. Vì viết là một tiến trình nên giáo viên không áp đặt quan điểm của mình, không lập dàn ý mẫu cho học sinh sao chép, mà tổ chức cho học sinh học cách viết trong suốt tiến trình tạo lập văn bản với sự hướng dẫn của giáo viên, sự tương tác với các bạn học. Bước 1. Chuẩn bị trước khi viết. Nên chuẩn bị trước khi viết. Nêu câu hỏi về mục đích viết, chủ đề, yêu cầu của đề bài, người đọc. Hướng dẫn học sinh cách tìm tư liệu có thể cho chuẩn bị ở nhà. Mục đích: trợ giúp học sinh xác định các đối tượng của quá trình giao tiếp, nguồn tư liệu. Bước 2. Tìm ý, lập dàn ý. Cho học sinh viết ra bất kỳ ý tưởng nào nảy sinh trong đầu. Hướng dẫn học sinh đọc lại yêu cầu của đề bài, sắp xếp, thể hiện các ý tưởng bằng sơ đồ. Hướng dẫn học sinh chỉnh sửa sơ đồ, tổ chức cho các nhóm trình bày, giáo viên và các nhóm khác nhận xét bổ sung. Mục đích: trợ giúp tiến trình hình thành ý tưởng, lựa chọn và thể hiện ý tưởng bằng sơ đồ. Qua đó, nhận ra mối quan hệ giữa các ý chính và ý phụ. Bước 3. Viết bài, viết nháp. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bảng kiểm đối với bài viết. Cho học sinh viết bản nháp dựa trên bảng kiểm. Viết ở nhà hoặc viết trên lớp, mỗi học sinh hoặc nhóm hai học sinh viết một đoạn. Mục đích: giúp học sinh hiểu yêu cầu đối với bài viết, từ đó định hướng cách viết, tạo cơ hội cho học sinh thực hành viết. Bước 4. Xem lại và chỉnh sửa. Tự đọc, điều chỉnh dựa trên bảng kiểm, thực hiện ở nhà. Đọc trong nhóm, góp ý dựa trên bảng kiểm, tích hợp với giờ nói và nghe. Trình bày một đoạn, giáo viên và học sinh khác góp ý, viết lại ở nhà. Mục đích: phát triển kỹ năng tự điều chỉnh của học sinh thông qua hoạt động tự chỉnh sửa và chỉnh sửa lẫn nhau, từ đó làm cho bài viết hoàn chỉnh hơn. Phần 4 nhỏ: định hướng tổ chức dạy nói và nghe trong ngữ văn 12. 4.1. Mục tiêu: góp phần phát triển năng lực chung và năng lực đặc thù, năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học và phẩm chất cho học sinh lớp 12.
theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình giáo dục tổng thể và chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn. Phần 4.2, cách thiết kế nội dung dạy học nói và nghe trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12. Cách thiết kế nội dung dạy học nói và nghe trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 thể hiện những đặc điểm sau. Được thiết kế dựa trên các lý thuyết học tập, nghiên cứu về đặc điểm của hoạt động nói và nghe, thực hiện tất cả các yêu cầu cần đạt về kỹ năng nói, nghe, tương tác, được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn ngữ văn, tích hợp chặt chẽ với phần viết và đọc, hướng dẫn học sinh theo quy trình nói và nghe, giúp học sinh vừa khám phá kiến thức, kỹ năng nói và nghe, vừa hình dung được quy trình tạo ra sản phẩm của hoạt động nói và nghe. Đề bài mở gắn với đề bài viết phù hợp với đặc điểm tâm lý của học sinh lớp 12, phát triển năng lực tự đánh giá và năng lực tự điều chỉnh của học sinh. Phần 4.3, một số lưu ý về việc tổ chức dạy học nói và nghe. Khi hướng dẫn học sinh thực hiện hoạt động nói và nghe, giáo viên cần lưu ý hướng dẫn học sinh xác định các nhân tố của hoàn cảnh giao tiếp để lựa chọn sử dụng ngôn ngữ sao cho hiệu quả. Mục đích giao tiếp, nhân vật giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp, không gian, thời gian giao tiếp, nội dung giao tiếp, đề tài, nội dung nói và nghe, vân vân. Phương tiện giao tiếp, ngôn ngữ, các phương tiện phi ngôn ngữ như cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, sơ đồ, hình ảnh, bảng biểu, vân vân. Tích hợp nói và nghe với viết, cho đề tài nói và nghe gắn với đề bài, gắn với đề tài bài viết để học sinh có thể sử dụng kiến thức nền, kiểu bài và nội dung bài viết đã có từ hoạt động viết. Hướng dẫn học sinh dùng nội dung đã viết để chuẩn bị cho nội dung nói và nghe bằng một số cách sau: đọc lại bài viết, gạch chân các từ khóa, lập dàn ý cho bài nói, lựa chọn cách nói, trình bày phù hợp, tránh tình trạng nói như viết, viết như nói. Mục đích: giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp ở cả hai hình thức nói và viết, nhận ra sự khác nhau giữa hai hình thức tạo lập văn bản nói và viết. Dạy học kết hợp với kiểm tra đánh giá thông qua bảng kiểm, học sinh tự đánh giá lẫn nhau, từ đó phát triển năng lực tự điều chỉnh, tự đánh giá. Bước 1, xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói. Bước 2, tìm ý, lập dàn ý. Bước 3, luyện tập và trình bày, cùng học sinh xây dựng hoàn thiện các tiêu chí đánh giá, hướng dẫn học sinh sử dụng công cụ đánh giá, bảng kiểm trước khi luyện tập trình bày. Bước 4, trao đổi đánh giá, tổ chức cho học sinh dùng công cụ đánh giá, bảng kiểm để nhận xét, góp ý, tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. Không chỉ dạy nội dung tùy thuộc vào từng đề tài, bài nói và nghe mà còn chú trọng dạy cách, kỹ năng nói và nghe. Dạy nói và nghe theo quy trình và hướng dẫn học sinh trong suốt quy trình bằng cách sử dụng đa dạng các phương pháp, kỹ thuật dạy học để học sinh được trải nghiệm các hoạt động học tập ở từng bước của quy trình. Dạy theo hướng dẫn, đóng vai, hợp tác, nêu tình huống, đàm thoại gợi mở, phòng tranh, vân vân. Bước 1, xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói. Bước 2, tìm ý, lập dàn ý. Bước 3, luyện tập và trình bày. Bước 4, trao đổi, đánh giá. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tùy điều kiện cụ thể theo cách thức sau. Bước 1, xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói. Giáo viên dùng công nghệ thông tin nhằm trình chiếu tư liệu để giới thiệu đề tài. Bước 2, tìm ý, lập dàn ý. Học sinh dùng công nghệ thông tin để thu thập tư liệu cho bài trình bày. Bước 3, luyện tập và trình bày. Giáo viên dùng công nghệ thông tin để cung cấp trình bày ngữ liệu tham khảo, tư liệu dạy, nghe. Học sinh dùng điện thoại, máy tính để xem và luyện tập theo ngữ liệu tham khảo, quay lại phần trình bày. Bước 4, trao đổi đánh giá. Giáo viên và học sinh dùng công nghệ thông tin để trưng bày, trao đổi, nhận xét, đánh giá về sản phẩm học tập. Phần B lớn, định hướng thiết kế dạy, bài dạy. Phần B lớn, định hướng thiết kế kế hoạch bài dạy nhằm phát triển năng lực của học sinh. Phần này, xin hẹn ở clip tiếp theo.